Bài học tiếp theo, pha chế PS I love you gồm có calo là 1/2, amaretto là 1/2, barbalay là 1/2 ao, rai rim là 1 ao, sau khi ta đông các loại rượu và các nguyên vật liệu vô xong, tiếp theo là mình sẽ bỏ đá vô. Mình sẽ cho một cúc đá. Sau đó chúng ta gắn nút gài lại, các bạn nhớ là phải gài cho chắc. Rồi sau đó chúng ta sẽ đậy cái nút gài lại. Thì ở đây có rất là nhiều kiểu lắc, thì đây mình sẽ lắc một kiểu đơn giản nhất cho các bạn xem. Lắc là khoảng từ 10 giây cho tới 15 giây hoặc lạnh tay mà thôi, không được lắc lâu quá nha các bạn. Rồi sau khi lắc xong là mình gỡ nắp gài ra. Rồi mình để từ dưới, mình đổ nước rượu ra. Rồi sau khi ngưng thì mình lắc nhẹ tay một cái. Sau đó mình trang trí một trái cherry. Bài học tới đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài hành sau.